Xin chào các bạn, sau đây tôi giới thiệu cho các bạn thương hiệu Mì Quê En. Mì Quê En rất nổi tiếng với mì tôm cung đình. Ở trên có mấy nơi mua thì đầu tiên tôi giới thiệu trên Tiki trước, thì người ta hay mua cái dạng mì ống này. Tiki thì báo mua nên tôi cho đầu tiên đây 6.000 mì khoai tây cung đình, người ta dạng lòn, dạng hộp. Đây là cái gói này. Cầm nói chung lượng mua không ít, cần tùy bạn. Đấy, mẹ hộp mì thường. Cái này ở hàng Bạch Hóa nó nhiều lắm, nhưng mà tôi nên cứ tăng một video giới thiệu cơ. Thương hiệu cho bạn biết. Đấy, có một trang rồi. Công ty này các bạn so với giá đời mình giá Tạp Hóa vận chuyển từ cái này là thứ như công ty này bọn nào mà tám vạn cũng hiểu nhau. Cái này là Tiki ấy. Em bảo vệ một sản phẩm mà chính đọc lại là tại các sản phẩm à, mình cũng đang chuyển được kì. Bây giờ Tiki chân đi như Tiki sẽ ra cho các bạn. Nhưng các bạn yên tâm về chất lượng. Rồi thứ hai các bạn mua mì công đinh của mì quen online đó. À đây rồi. À đây rồi, cái nó còn có đánh giá này. Người đánh giá là mấy Adesso thì cơ bản có được cái hoàn tiền thôi, hoàn tiền thì chỉ còn là cái sản phẩm lớn này. Các bạn xem cái loại nào mà có thì các bạn nói mi gần lắm này. Chỉ một loại thôi thì ví dụ cái nơi 152.000 này, bạn sẽ được hoàn tiền 5.000 này. Bạn mới gói thì hôm này 152 với hoàn tiền 5.000 này, em về tiếp với nên đi. Đó, các bạn so với hôm này. Đây, các bạn sau với hộp ở bên đang bán lẻ sau với hộp hộp người thùng bên này mình xem nó giá giá cả nó có xin lệch bao nhiêu. 1.1 ly này đấy, 1.3 24 ly này, 1.4 nghìn này đấy, ví dụ 1.52 đấy các bạn sợ. Một mua đây các bạn mở 18 ra so sánh một cái em nó có cần được chấm này. Một cái tay xương này đủ gia vị cho các bạn đấy. Đây là ống này. Nếu thứ ba các bạn mua là đi cùng đi là trên Shopee. Shopee đây thương hiệu một cái nhé. Shopee là cả trang cá nhân nên mới cũng không kiểm soát được. Đấy, người ta 150 là chính người mua này. Nếu mà có Shopee hoặc Tiki nào mà có giao hàng này hoặc mình bị vận chuyển thì các bạn có thể đặt online thoải mái. Đấy, có ai này mua thì mình nên chỉ đợi một người thôi, các bạn tự chọn theo nhu cầu. Xem cái gì lạ, nó chủ yếu là những cái cửa hàng nào mà mình không có thì các bạn mua thôi. Rồi thứ tư là ở nhà shop có hai sản phẩm. Đây chán đấy. Đó là những nơi mình sẽ tìm hiểu và mình thấy mình hướng dẫn các bạn và giới thiệu cho các bạn để các bạn chọn được nơi mua mì công ty online tốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến video.